Xin nhiệt liệt chào đón quý vị, quý anh chị, quý khách hàng thân yêu đã quay trở lại với kênh bán hàng của công ty Ba Tư Phan Nhịp Cầu Xe Cũ. Thế và trong cái buổi sáng ngày hôm nay, cũng là buổi sáng nó không được đẹp trời, nó mưa gió một chút, nhưng chúng em vẫn thực hiện một cái bài clip để quay lên trình chiếu cho các anh chị một cái dòng xe, một chiếc Honda City được sản xuất năm 2016 phiên bản CVT số tự động. Đây là một chiếc xe mang một nước sơn màu xám bạc. Thì để nhìn tổng thành một chiếc xe nó còn sau 4 năm sử dụng nó còn giữ lại được những giá trị gì thì các anh chị hãy quan sát giúp em một vòng tổng thành của chiếc Honda City sản xuất năm 2016 này. Thì đây là em đã đi vòng quanh một tổng thành của một chiếc xe sau 4 năm sử dụng nó còn lại được những cái giá trị như vậy. Thì trước tiên các anh các chị quan sát phía bên ngoài thân vỏ một nước sơn khá là đẹp, còn nguyên zin. Đấy, gần như là còn khoảng 80% là sơn zin của nhà sản xuất. Và bên cạnh đó thì các cái chi tiết phía bên ngoài của chiếc xe nó còn giữ lại được với form dáng nguyên căn bản như thế này, chứng tỏ một chiếc xe là không hề bị đâm xô tai nạn và không hề bị ngập nước. Cái đó là cái điều khẳng định của bên công ty Ba Tư Phan chúng em để gửi đến tất cả các anh các chị những cái gì nó mang một cái dáng vóc của một chiếc xe nó còn nguyên bản thì nó là như vậy. Và đầu tiên em sẽ đi giới thiệu chi tiết các cái phần bên ngoài cho các anh chị quan sát được. Thì với một cái chiếc xe Honda City được trang trí một bố cục tương đối là bắt mắt và tương đối phù hợp với một cái dòng xe phân khúc hạng B thì nó như thế này, là một chiếc xe mang một cái form dáng cực kỳ là đẹp, đúng không ạ? Với một dòng Honda City. Và với những chiếc dòng xe Honda City như này, với một cái động cơ, dung tích động cơ làm việc của nó có 1.5 và cỗ máy Invertec, nó rất là tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, cực kỳ bền bỉ, đặc biệt là với cái khối động cơ của dòng Honda City thì cực kỳ bền bỉ các anh chị nhé, rất là đẹp luôn. Đấy. Và đây, phần đèn của xe đây, đây nó hơi mưa một chút, nó hơi bẩn một chút, em lau đi cho nó sáng, cụm đèn rất là sáng. Cụm đèn này đã được bọc một lớp mạ chrome bảo vệ rất là đẹp, vừa là trang trí vừa là bảo vệ cái phần đèn của xe, rất là đẹp luôn. Phía mặt ca lăng thì có một cái thanh mạ chrome đơn, bố trí bố cục rất là bắt mắt, đúng không ạ? Đấy, với cái dòng Honda City là như vậy. Và tất cả các cái chi tiết đường gân gờ của xe nó còn giữ lại được đều đẹp như thế này. Đấy, giữ đều đẹp như thế này, chưa hề bị sọc sạch, đúng không ạ? Chưa hề bị sọc sạch, mất form dáng. Thì về mặt căn bản là một chiếc xe không hề bị va chạm nặng. Đấy, có thể có những trong quá trình thời gian sử dụng chủ cũ có những cái phần xước sát nho nhỏ thì chúng em cũng đã khắc phục để cho nó làm tươi mới chiếc xe lên. Cái đó không có gì là đáng ngại với một cái dòng xe cũ, chỉ là cho nó mới xe lên thôi chứ không hề liên quan gì đến cái tác động ngoại lực bên ngoài với chiếc xe này nữa cả. Và phần la răng đây, với một cái la răng phay đa chấu đẹp như thế này. Đấy, còn rất là mới, đúng không ạ? Đằng trước là phanh ABS chống bó cứng phanh rất an toàn. Phía đằng sau phanh của cái dòng phân khúc hạng B nó chỉ là phanh tăng chống thôi. Đấy. Nhưng với cái dòng xe như thế này, khẳng định các anh chị đi thì quá là yên tâm về cái động cơ bền bỉ cũng như là zin, động cơ đẹp, và yên tâm về gầm vệ cực kỳ chắc chắn. Và những cái chi tiết nhỏ thôi nó cũng không thể nào mà để mà chúng ta chê được một điểm gì với con Honda City này, với chiếc xe Honda City này các anh chị nhé. Rất là đẹp, đúng không ạ? Rồi, em sẽ đi sâu vào phần nội thất một chút. Trước khi đi sâu vào nội thất thì sẽ giới thiệu các anh chị ví dụ về phần tay nắm cửa. Về phần tay nắm cửa ở phía bên lái thì nó đã trang bị cái phần cảm ứng mở cửa tự động. Đấy, kết hợp với khóa cơ. Đấy là những cái phần đáng quan tâm nhất của phần cánh cửa để khi chúng ta mở cửa nó rất là đơn giản, không cần phải sử dụng chìa khóa, đúng không ạ? Bấm. Và để mở cánh cửa ra, các cái chi tiết khác ví dụ như con ốc bản lề nó còn nguyên zin 100% như thế này để các anh chị thấy rằng là nó chưa hề có tác động ngoại lực lên một lết gì. Đấy, chưa hề bị tháo lắp gì cả, đúng không ạ? Rất là đẹp. Đấy. Về phía phần nội thất bên trong, với một chiếc Honda City như thế này, bố cục bên trong nó rất là bắt mắt, đúng không ạ? Rất là bắt mắt, bố cục rất là đẹp. Đấy, nó đều từng chi tiết. Đấy. Ví dụ như đây, riêng cái dòng xe này nó có chức năng Econ bảo vệ môi trường đây và tiết kiệm nhiên liệu ở đây, gương kính chỉnh điện cụp điện tự động. Đây là các cái phần chi tiết để thao tác đây, đúng không ạ? Đấy, mở cửa bên trong.
Tất cả các chức năng đều hoạt động rất là tốt, đã có gảy số vô lăng, gảy số trên vô lăng. Đấy, gảy số tự động trên vô lăng. Đấy. Và chiếc xe này nó còn nguyên bản 100%. Khi các anh chị có thể sở hữu chiếc xe này thì các anh chị yêu cầu có thể chúng em sẽ thay một cái phần màn hình rất là màn hình vào đây cho anh chị, có thể là màn hình cam đùi vào đây cho anh chị luôn. Nhưng đây nó vẫn giữ một cái nội thất nguyên bản nguyên zin từ đầu. Đấy. Với cái bộ ghế da rất là đẹp như thế này. Qua rất nhiều năm sử dụng với bộ ghế da nó còn rất là đều đẹp căng như thế này. Đấy, chứng tỏ là chủ xe đi rất ít, trần nỉ nguyên bản theo xe còn rất là mới các anh chị nhé. Rất là mới. Đấy. Thì đặc biệt quan tâm hơn nữa để một chiếc xe không đâm xôi tai nạn gì thì các anh chị hãy nhìn vào phần keo chỉ của xe đây. Tất cả còn nguyên zin 100% của nhà sản xuất luôn, chưa hề bị mất một phân keo chỉ nào. Cam kết các anh chị chưa hề bị mất một phân keo chỉ nào với chiếc xe này nhé. Rất là đẹp. Và tất cả những dòng xe chúng em tuyển về để phục vụ các anh chị trưng bày bán tại cửa hàng thì đều cam kết là như vậy. Tất cả đều nguyên zin hết. Đấy. Kể cả những cái con ốc bản lề của cánh sau đây, các anh chị quan sát nguyên các chấm sơn của nhà sản xuất, chưa hề bị mất. Và đặc biệt với cái dòng Honda City này thì nó được bố trí hai vùng điều hòa độc lập đằng trước và đằng sau. Đây là vùng điều hòa phía sau đây, cũng có điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Và hàng ghế phía sau còn rất là mới đẹp đây đúng không ạ? Rất là mới đẹp và căng. Thì đấy là về phần nội thất bên trong của xe. Thì toàn cảnh cái chiếc xe này thì nó còn rất là đều đẹp như vậy. Đây phía cốp sau của xe đây thì các anh chị quan sát từ những con ốc bản lề của cốp còn nguyên zin hết các anh chị nhé. Từ những phần keo chỉ của cốp này rất đều đẹp luôn, nguyên zin hết. Các cái đinh tán của nhà sản xuất từ các cái tai cốp này nguyên bản hết các anh chị nhé. Đấy. Lốp dự phòng còn nguyên theo xe. Đây các anh chị quan sát giúp. Còn đầy đủ hết đúng không ạ? Về mặt căn bản, với một chiếc Honda City được sản xuất năm 2016 mang một nước sơn màu xám bạc như thế này thì nó còn giữ lại được tổng thành của chiếc xe khoảng còn lại khoảng 80% so với xe mới. Cái đó thì đương nhiên là quá ok để sử dụng một chiếc xe cũ với một cái giá trị của xe, giá trị chất lượng của xe cũng như cái giá thành của xe. Lát nữa em sẽ báo giá cho anh chị ngay sau đây. Thì với con xe này quá yên tâm đúng không ạ? Tất cả các cái phần như thế này. Đấy, soi rất là kỹ từng chi tiết cho các anh chị nhé. Rồi, ba bô lê còn khá là đẹp này, thẳng căng luôn. Các cái con ốc bản lề. Đấy, con ốc bản lề rồi khóa cánh cửa zin hết các anh chị nhé. Rồi, và để đặc biệt quan tâm với một chiếc xe khi mà lăn bánh trên đường thì không có thể nào mà không giới thiệu các anh chị một cái khối động cơ cái dòng xe Honda City như thế này. Nó bền bỉ và nó còn được những giá trị sử dụng sau 4 năm sử dụng với khối động cơ như thế nào thì em sẽ giới thiệu với anh chị luôn. Đây, sau 4 năm sử dụng với một cái khối động cơ còn tất cả còn nguyên zin 100% của nhà sản xuất, tất cả những con ốc đều còn nguyên, giữ nguyên các cái chấm sơn của nhà sản xuất, chưa hề có một vết tích nào của sự tác động ngoại lực bên ngoài các anh chị nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ những cái con ốc của bệ máy đây, bệ chân máy đây. Đấy, máy rất là sáng anh chị nhé, rất là đẹp luôn. Rất là sáng và đẹp luôn. Tất cả các cái chi tiết phần tai, rồi là phần rằng, kèo phía trong, phần sắt xi, tất cả là còn nguyên zin 100%, chưa hề bị có tác động ngoại lực, chứng tỏ một chiếc xe không hề bị đâm xô gì. Đấy, các cái keo của cái tai bắt bèo còn giữ được nguyên zin như thế kia. Đấy anh chị này, đấy. Rồi, tất cả tình trạng chiếc xe này là còn nguyên zin hết các anh chị nhé. Từ những cái con ốc bản lề lắp cabo đến cái phần keo chỉ cabo thì nó còn nguyên của nhà sản xuất. Một cái form dáng còn giữ được đẹp như vậy với một chiếc Honda City mang một nước sơn màu xám bạc như thế này thì nó quá là chất, quá là chất. Và cái giá tiền ngay sau đây em sẽ báo giá cho anh chị về chiếc Honda City được sản xuất năm 2016 và động cơ là 1.5 số tự động. Đấy, đi cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu chỉ với mức giá 440 triệu đồng thôi các anh chị nhé. 440 triệu đồng là các anh chị có thể sở hữu được chiếc Honda City sản xuất năm 2016 rồi. Đời tương đối cao, giá thành tương đối là cạnh tranh thị trường, giá rất là êm. Đấy, rất là nhẹ nhàng khi chúng ta sở hữu chiếc xe này, chỉ có hơn 400 triệu đồng thôi. Một cái mẫu xe Honda City
rất đáng sử dụng. Thì để quan tâm hơn nữa và các anh chị có cần sự hỗ trợ về tư vấn thì các anh chị hãy nhấc điện thoại lên và hãy điện thoại cho chúng em theo cái số điện thoại chúng em in ngay trên tiêu đề, hoặc có thể các anh chị về trực tiếp tại số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Đấy là địa chỉ duy nhất bán hàng của cửa hàng chúng em, bán những cái chiếc xe ô tô cũ. Và hiện nay tại cửa hàng chúng em đang trưng bày bán khoảng 60 mẫu xe các loại, rất nhiều các cái xe để các anh chị có thể về xem xe trực tiếp và quan tâm những chiếc xe nào thì các anh chị có thể là làm việc chiếc xe đó để chúng ta sở hữu được chiếc xe như mong muốn. Và thì em xin nhắc lại lần nữa, với giá thành của chiếc xe Honda City này chúng em đang trưng bày bán tại cửa hàng với mức giá là 440 triệu đồng tròn cho các anh các chị. Giá quá là hữu nghị và hợp lý cho quý khách hàng thân yêu. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các anh các chị đã quan tâm theo dõi đoạn clip quay về chiếc Honda City này. Và xin hẹn gặp lại các anh các chị trong các cái clip tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.